Thắng Hoàng xin chào tất cả các anh em nhé. Nay thì em còn lại rất là ít thôi. Các cái đẩy Class D 800W, anh em mà mua các cái dòng đẩy cao cấp như Class D này, tiếng sáng hay này, lực mạnh này, giá rẻ hấp dẫn nhá. Phải nói là rẻ đấy anh em ạ. Thế đây em đang đóng hàng cho khách này, đóng luôn này. Đấy. Thì anh em chơi các cái mẫu này nhá, 800W một kênh, 800W một kênh, máy Class D đời mới đẹp tuyệt vời luôn các bác ạ. Đẹp tuyệt vời luôn. Đấy, hàng bãi nhá anh em nhá. Công suất chuẩn luôn đấy, bên em bán là bao công suất chuẩn cho nhà mới 800 nhá. Đấy. Nguồn 97 luôn, nguồn 997 luôn anh em nhá. Công suất là công quá là chuẩn luôn. Các cái dòng Class D thì xưa nay anh em biết rồi, rất là mạnh. Lực tiếng nó sáng lắm, tiếng nó sáng là lợi phun, anh em ghép phun nó khỏe, nghe nó sạch, nó thoát tiếng. Đấy. Và với cái công suất 800W thì các bác có thể là sử dụng hai cặp 30 trong gia đình là ok rồi. Các cái này thì giá bên em bán là chỉ có 3,5 triệu thôi. Cái này thì anh em mua hàng bãi như thế này thì chuẩn, bên em bán chuẩn công suất chất lượng rồi. Anh em chơi các cái này, chơi các cái đời mới thì thật ra các bác là họ cũng đặt hàng ở bên Trung Quốc hết rồi, không có cái gì cả đâu. Máy chạy êm lắm, trời nó đang mưa nên là video nó không được sạch tiếng cho lắm. Công nghệ Class D anh em nhé. Cái hộp đây là hộp công suất chạy MOSFET không. Cái này em đang tháo ra vệ sinh, em gửi cho khách anh em nghe thử cái nhá. Nói chung là test cho nó có tiếng thôi, em test cái này, test cái cặp loa rẻ tiền mà. Các cái chế độ bên em bán ra cho anh em ấy thì đầu tiên là em cũng xin nhắc lại luôn cho anh em là cái mức giá đấy là em bán 3,5 triệu một con, 3,5 triệu một con. Và chế độ em bảo hành cho anh em là thời gian là 6 tháng, và với cái công suất chuẩn là bên em bán là 800W một kênh, và chuẩn công nghệ đấy là Class D nha các bác nhá. Đấy, tất cả em bán em đều bao chuẩn xác cho tất cả các bác luôn, về cái công nghệ, về cái chất lượng, về cái mức công suất. Đấy, và chế độ bảo hành rất rõ ràng luôn nhá. Máy sạch sẽ mới đẹp nha anh em nhé. Đây anh em có thể ra xem qua con này này. Này thì em bóc cái lớp lót ở trên này. Đấy, bóc cái lớp lót ở trên nhé anh em nhé. Máy còn rất là sạch đẹp, công nghệ D mà, tiếng sáng đẹp. Ghê chưa? Đấy. Anh em nào có nhu cầu thì gọi cho em nhé. Các bác gọi qua số 0969800985 để đặt hàng nhé các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Thắng Hoàng và xin chào.